Chào mừng các bạn đang trở lại với series giới thiệu sản phẩm phong thủy của thương hiệu Pizento, thương hiệu hàng đầu trong tư vấn phong thủy và cung cấp vật phẩm phong thủy. Ngày hôm nay hãy cùng Pizento giới thiệu sản phẩm thiềm thư đá thạch anh xanh cho người mệnh hỏa và mệnh mộc, xem chúng có công dụng như thế nào nhé. Thiềm thư ngập tiền là biểu tượng của tài lộc và điềm lành, là vật phẩm của sự may mắn cho công việc làm ăn, sự bình an cho gia đạo. Mọi người thường dùng thiềm thư để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng cho bà con, bạn bè thân hữu trong những dịp hỷ sự. Linh vật phong thủy trấn giữ năng lượng của ngôi nhà và mang đến nhiều tài lộc cho gia chủ. Và thiềm thư đá thạch anh màu xanh được biết đến như vật trấn giữ tài lộc cho chủ nhân có mệnh hỏa và mệnh mộc. Theo truyền thuyết thì thiềm thư là một con yêu cóc vàng đã tu luyện hàng chục vạn năm. Ban đầu nó chuyên làm hại nhân gian nhưng bị tiên ông Lưu Hải đánh mất một chân và thu phục về. Từ đó cóc chỉ còn ba chân và cải tà quy chính, nó dùng phép thuật của mình để nhả tiền giúp đỡ những người nghèo khổ. Thiềm thư hay còn gọi là cốc tài lộc, cốc ngậm tiền là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, mang lại sự giàu có thịnh vượng. Thiềm thư là một trong những vật phẩm giúp chủ nhân sở hữu nó chiêu tài tốt nhất để mang đến điểm lành cho gia chủ. Thiềm thư đá thạch anh xanh mang nhiều ý nghĩa tâm linh, đó là một sản phẩm linh vật phong thủy mang đến nhiều may mắn và tiền tài cho gia chủ. Miệng có giữ và nhả tài lộc, mang tới sự bình yên cho gia đạo, được mệnh danh là vật phẩm đem lại may mắn cho gia chủ. Trưng bày thiềm thư đá thạch anh nhằm ngăn chặn việc thất thoát tiền bạc và mang lại điểm lành, đặc biệt là những người làm kinh doanh hay làm ăn lớn về tài chính thường đặt cốc ngậm tiền ở trong nhà. Thiềm thư đá thạch anh xanh còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bản chất năng lượng của đá thạch anh đều lấy từ nguyên tắc vật lý, con người có năng lượng từ trường, nếu có thêm sự hỗ trợ của thạch anh từ trường sẽ càng mạnh. Đặc tính của đá thạch anh xanh là đá thiên nhiên có dương khí mạnh mẽ, trải qua hàng triệu năm hình thành, nó thu hút nhiều năng lượng dương cực mạnh. Do vậy, thiềm thư thạch anh có thể xua đi năng lượng xấu, đem đến sự may mắn cho cuộc sống và công việc, chống lại sự ảnh hưởng của năng lượng tiêu cực có hại. Chắc hẳn xem đến đây thì các bạn đang thắc mắc rằng không biết địa chỉ mua vật phẩm phong thủy ở đâu và làm thế nào để được lắng nghe những tư vấn phong thủy được không nào? Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc có nhu cầu mua vật phẩm phong thủy, hãy liên hệ theo hotline 096-440-1682 hay 096-451-9258 để được hỗ trợ nhanh nhất. Thường xuyên truy cập vào website pizento.vn để tham khảo thêm nhiều sản phẩm phong thủy khác nhé!